Bàn hại mà ơi, ngực bàn có vết bẩn kia. Đâu? Ơ, con nén đơn đồn này, may hại chết con hại cậu rồi. Tuổi thọ của mình chỉ có 2 tuần thôi, phải đi vẽ một bức chân dung để lại cho hậu thế mới được. Ui dồi ôi, con ruồi hết người để nhờ rồi hay sao? Mà lại nhờ con lười vẽ tranh thế này. Đặc vụ én nghe rõ trả lời, hung thủ có khả năng sẽ quay lại đám tang của nạn nhân. Hãy theo dõi cẩn thận nhé. Không phải lo, tôi đã tra trộn vào những người có mặt ở đây. Ơ, con nén đần đồn này, sao lại chui vào quan tài để mật phục thế này? Đây là sự khác biệt giữa gia đình nhà Goku và gia đình nhà Vegeta. Nhìn kia dân, máy bay đó, chúng ta được cứu rồi. Mày làm ký hiệu cầu cứu đi, tao nhóm lửa. Ok. Ô, ngôn ngữ gì vậy? Người dân trên đảo chào chúng ta sao? S.O.S. Chào lại đi. S.S. Ui dồi ôi, đây là hậu quả của việc cầu cứu mà cứ thích đủ trén đấy. Đây là cách để Dr. Strange có thể chơi cầu tuột mà không có điểm dừng. Quả thanh long đang hẹn hò với một quả lê. Eo ơi, mặt toàn mụn, ghê thế. Ủa, giờ thì đứa nào có nhiều mụn hơn đứa nào đấy? Tại xưởng 3, ông giám đốc phát hiện một anh chàng đang bấm điện thoại, không chịu làm việc. Ông đi đến rồi hỏi anh ta: "Uầy, cậu này, mỗi tháng cậu nhận được bao nhiêu tiền lương?" "Dạ, tỉnh hệ trợ cấp này nó luôn là 9 triệu ạ." "Đây, cầm lấy 9 triệu này và biến đi. Đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa nhé. Đồ lười biếng." "Dạ, dạ, ok." "Ông quản đốc xưởng, cái thằng tôi vừa đuổi nó làm ở bộ phận nào vậy?" "Dạ, dạ, thưa giám đốc, nó là thằng giao cơm hộp cho xưởng ta đấy ạ." "Ôi dồi ôi, anh kia sướng thế, từ dừng đi giao cơm lại được thưởng 9 triệu.